chú Hào ạ. Chú Hào chào cà chua. Thương à? Thương? Có chuyện gì đây? Không. Anh... Đi con. Vâng ạ. Con chào bố Hào. À, bố Hào chào Cún. Hôm nay đi học có ngoan không? Có ạ. Ừ. Vừa nãy anh nhìn gì đấy? Để em dọn nhà cho anh xong, em qua xưởng dọn cho anh. Em ngồi đi. Mà công nhận là nhiều bụi, nhiều vi khuẩn thật. Cũng tại anh bận nhiều việc quá. Mà anh thấy như thế này là sạch lắm rồi. Sạch á? Thế này là sạch á? Sao bẩn thế nhỉ? Anh ngồi đi ạ. Em ngồi đi. Ê, tự... Anh đứng ra ngoài này. Anh làm sao? Anh ra đây. Ơ kìa. Em đi đâu đây? Khánh ơi. Thế là giờ chị Khánh sang nhà ông kia để chăm sóc rồi nhỉ? Chắc là chị sẽ vất vả lắm đấy. Thật á? Ừ. Em nghĩ người khổ sở phải là anh Sơn mới đúng. Vì sao? Anh còn lạ gì tính của chị Khánh nữa. Xong, sạch rồi. Anh ngồi đi. Anh Sơn này, đằng nào cũng em ở đây em dọn. Anh để chổi với cả máy hút bụi ở đâu ạ? Anh để ở trong bếp, để anh lấy. Ê Sơn, anh cứ ngồi đấy. Để em ạ. Thế bây giờ anh muốn em phải làm sao? Vẫn vui vẻ với anh, vồ vập vào anh, nấu cơm mời anh ăn những lúc anh qua. Đây là điều cần làm đối với một người đã có gia đình rồi à? Không, ý anh là mình cứ bình thường như trước đây được không em? Như trước đây là bình thường á? Em xin lỗi, em không làm được. Tại sao thế? Tại vì em nghĩ, em nghĩ là em đã có tình cảm với anh rồi.